Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có về một cái đỉnh sông Chầm lớn nha. Đó, loại này thì miền Tây này thì chỉ có là được, chỉ em thấy thì được hai cái đó, một cái thì trên kia trên An Giang đang sở hữu, còn đây là cái này thì em đang sở hữu nha cô chú chị mình ha. Đây là mã số 1 đầu tiên, đó là mã số 1B đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Hàng thì nguyên si lành tích 100% luôn, lưu đồng. Đồ này thì tầm từ giá khoảng cỡ 10 năm thôi, trở lại đây thôi. Đó, do người ta không xài nữa, người ta sẽ giao lưu lại với em nha. Đó, bộ này thì rất là nặng. Đó, lư này là lư nhất nha cô chú cho mình ha. Đó, lư nhất, nó chỉ thua hàng đại thôi. Đó, nó sẽ hơn lư 2 và lư 3. Lư này lư nhất, bao đẹp cho cô chú chị mình luôn. Nói chung là người ta không xài nữa, người ta ra bán lại cho em. Đó, em giao lưu giúp cô chú chị mình. Chiều cao là 6 tấc 9. Đó, số rất là đẹp nha. Cao là 69, bề ngang phủ bì hai trái đào luôn là 4 tấc 7. Cái mặt này không của nó luôn là 2 tấc cho cô chú chị mình ha. Đó, trên đây là sông Long Chanh Châu, rất là đẹp. Đó, hàng này thì em cũng đã đánh bóng lại rồi, nguyên si, không đắp giá bể mẻ bất cứ chỗ nào. Đó, tuổi đời thì tầm khoảng có 10 năm trở lại đây thôi. Đó, đồng này đồng quế cho cô chú chị mình ha. Đó, màu đồng thì rất là đẹp. Đó, đánh rồi nhưng mà chúng em chưa phơi nắng nữa mà nó đã ửng đỏ lên rồi. Đó, cặp chân nến là 5 kg. Đó, chiều cao của cặp chân nến này là 5 tấc 4 nha cô chú nhà mình ha, 5 tấc 4. Cặp này thì nguyên si, đó, lành lặn luôn, bao đẹp, không có bao dớ gì ở trong hết. Đó, rồi bỏ cặp chân nến xuống đi. Đó, mình bỏ cái bộ lư này qua cho chú nhà mình cân thử coi nha. Hàng này thì không có bao dớ nha cô chú nhà mình ha. Đó, nói chung là không có đất nung nữa, nó nại ra rồi, 11 kg. Đó, tổng cộng bộ này là 16 kg nha cô chú cho mình ha. Nói chung là từ giá là 15 kg em bao trở lên, dưới 15 kg tặng cô chú anh chị mình luôn. Bộ này thì em giao lưu cô chú chị mình giá là 11 triệu, 11 triệu bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, là toàn quốc nha, 11 triệu bao phí ship toàn quốc. Mã số 2 bát mã. Đó, bát mã thành công, chất liệu bằng đồng. Đó, quay từ trên xuống dưới nha. Đó, mặt trước mặt sau cho chú chị mình đều thấy và xem nha. Cao là 2 tấc 9. Đó, rất là đẹp. Đó, hàng thì lành lặn hết, chất liệu thì bằng đồng, hàng này bọng nha cô chú chị mình ha. Chiều cao nhất là 2 tấc 9, thấp nhất là 1 tấc 9. Độ dày của nó luôn là 1 tấc nha cô chú chị mình ha. Đó, trọng lượng nặng cũng khá là nặng luôn đó. Để em cân thử cái này thì hàng này hàng bọng ở trong nè cô chú chị mình nghe. Âm thanh này mình đã biết rồi. Đó, cái này thì có nhiều chỗ người ta sẽ bơm những cái vô, đó, cho nó nặng, nhưng mà đây là hàng bọng. Đó, bỏ qua cân thế coi. Đó, đồng không cho chú cho mình ha. Trọng lượng nặng là 11 kg. Đó, nguyên một khối đồng cho chú cho mình ha. Em giao lưu của chú chị mình luôn, giá là 4.900.000 bao ship toàn quốc cho chú chị mình luôn, 4.900, 11 kg. Mã số 3, một bộ tách trà, hàng của tàu xưa nha. Đường kính ly này là 5 phân, chiều cao của nó luôn là 4 phân. Đó, 6 ly một bình nha chú chị mình ha. Bình này thì khoảng cỡ được nửa lít nước. Đó, chú chị mình xem cái đế bình giùm em nha. Đó, hoặc là phía trong bình, rất là đẹp luôn. Đó, men là men trắng nha, dẻ tay. Bộ này thì giá 700 bao ship toàn quốc cho chú chị mình luôn, 700.000. Mã số 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 cái dĩa, một cái tô. Dĩa này là đường kính 1 tấc rưỡi, tô này là 2 tấc 4. Đó, hàng thì lành tích 100%, bao đẹp cho anh chị mình luôn, đồ nhật xưa. Đó, đây, bộ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn 6 món này. Đó, giá là 500.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình nha. Mã số 7, số 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái dĩa sashimi, đường kính dĩa 2 tấc 1 dài nha. Độ dài thì bằng nhau. Bề ngang thì cái nhỏ này là 1 tấc 1, cái lớn này là 1 tấc rưỡi. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái này. Đó, hàng Nhật xưa sashimi nha. Đó, bao đẹp cho chị mình luôn. Đó, bộ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, giá là 500 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha, 500.000. Mã số 6, đường kính đo ngang là 1 tấc 8, đo xuôi này lại là 2 tấc 2.
Đó, phủ bì á, cái lớn là 2 tấc 9. Đó. Chiều dài bề ngang là 2 tấc rưỡi. Cái này là một cặp tô pha lê nha. Hàng pha lê chuẩn đồ bao đẹp cho anh chị mình luôn. Đó, chiếc lá. Pha lê chiếc lá rất là đẹp. Cặp này thì em giao lưu giúp cô chú anh chị mình luôn, giá cũng là 500 ngàn bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Cặp tô pha lê. Một cái tăm, một cái tấm bình phong. Chiều cao là 5 tấc 2. Bề ngang của nó luôn là 5 tấc nha. Đó. Lộng khung kiến phía trong này. Đó, lộng khung kiến phía trong này là 2 tấc 2 nhân lên 3 tấc 2 nha. 22 nhân lên 32. Đó, cô chú nhìn mình xem giùm em, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Đó, bao đẹp cho anh chị mình luôn, không sức mất con ốc nào hết. Hàng thì nguyên si lành tích 100%. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đó, bình phong này thì em giao luôn của chú anh chị mình luôn, giá là 4,5 triệu, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha, 4,500,000. Đó. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 8 đó chính là một cặp bình. Đó, tàu xưa. Tích của nó tức là tam đa phúc lộc thọ, cao là 4 tấc 3, đường kính miệng 1 tấc 4. Chu vi bình lớn nhất là 68 lộc phát, rất đẹp nha. Đó. Dưới đế thì có 6 chữ. Đó, có chứ mình muốn em dịch dẫn chưa dẫn được nha. Đó. Cặp này thì nguyên si lành tích 100%, giá em giao lưu là 3,4 triệu, bao phí ship toàn quốc cho anh chị mình luôn, 3,400,000. Mã số 9, cặp bình tàu xưa. Đó. Hàng cũng lành tích 100%, chiều cao của nó luôn là 52, đường kính miệng là 1 tấc 9. Chu vi bình này là 81. Đó. Rất là đẹp cho anh chị mình ha. Hàng thì lành tích. Đó, đế dưới của chú chị mình xem giùm em nha. Cũng là 6 chữ. Đó, đây, lòng trong. Rất là đẹp của chú chị mình xem cái lòng trong giùm em nha. Đó. Nước men thì rất là bóng nha. Đó, nhưng mà qua văn qua tiết dễ tay. Trọng lượng nặng một cái này khoảng cả 7,5 kg nha cô chú chị mình ha. Cặp này thì em nguyên si là lặn giao lưu giúp cô chú anh chị mình luôn, giá là 3,4 triệu, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha, 3,400,000. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 6464, rồi số Zalo và Facebook. Mã số 10 đó chính là một cặp bình chim chỉ qua mẫu đơn. Đó, quên em xin lỗi, kim kê qua mẫu đơn nha. Chiều cao là 60, đường kính miệng là 2 tấc 1, chu vi bình lớn nhất của nó luôn là 94. Đó. Mã số 10 quy si là lặn luôn nha. Đó, rất là đẹp. Đó. Của chú chị mình thấy từ trong ra ngoài giùm em. Men là khỏi chê, rất là bóng. Đó. Đế dưới của chú chị mình xem giùm em mọc vuông nha. Đó. Đây. Còn mặt trước lòng trong của chú chị mình xem cái lòng trong giùm em nha. Đó, cặp này thì không chê được chỗ nào hết. Giá em giao lưu của chú chị mình luôn cũng là 3,4 triệu luôn. Đó, tại vì cái này em còn có 1 cặp, 2 cặp không mà. 3,4 triệu bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Mã số 11 là cái chóe hàng lái thiêu, chuẩn đồ bao đẹp. Chiều cao là 51, đường kính miệng là 2 tấc 2, chu vi bình lớn nhất của nó luôn là 107. Đó. Cái đế này của nó luôn là phục chế lại nha chú chị mình ha. Còn từ đế trở lên là lành tích, quai lành tích, miệng thì cũng lành luôn. Đó, chỉ có đế này là phục chế lại tầm khoảng cỡ 7 phân. Đó, có chú chị mình xem giùm em nha. Còn thân thì men rất là đẹp luôn. Giá em giao lưu là 1,5 triệu thôi. Đó, chế này bình thường là tầm từ giá là 5-7 triệu luôn nha, nếu mà nguyên si. Đó, còn giờ là 1,5 triệu thôi, bao ship toàn quốc. Mã số 12, trên miệng này thì nó bị tét tí xíu nha cô chú chị mình ha. Đó. Chiều cao của nó luôn là cũng là 5 tấc 1 luôn, đường kính miệng là 2 tấc 2. Chu vi bình lớn nhất của nó luôn là 108. Hàng thì bao đẹp cho anh chị mình luôn nha, mã số 12. Đó, đế dưới này thì cũng có sửa lại tí xíu nè. Đó, sửa hơi nhiều luôn chứ tí xíu gì. Này này là cũng khoảng 1 tấc rưỡi nha. Sửa được cỡ 1 tấc rưỡi nè. Còn bên đây thì nó còn lành nè. Đó, lên thân này vẫn lành. Đó, cô chú anh chị mình về mình trưng mình ngắm men cũng vẫn đẹp nha. Đó, quay thì sức một cái. Giá là 1,2 triệu, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn, 1,200,000. Mã số 13, một bức tranh đá tàu xưa, chiều cao là 46, bề ngang của nó luôn là 86. Hàng nguyên si là lặn, bao đẹp cho anh chị mình luôn.
không sức, không mẻ bể chỗ nào hết nha. Đó, từng chi tiết qua văn họa tiết vẽ tay rất là sắc nét nha. Mã số 13B. Đó, khung này là khung gỗ mới, gỗ thường thôi. Đó, móc là móc đồng. Mặt sau còn khá là đẹp nha. Đó. Đây, bức này thì em giao lưu là 2 triệu bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. 2 triệu bao phí ship. Đó, số điện thoại của em á, thì của chú anh chị mình á, 0939 80 6464 đó là số Zalo và Facebook. Chiều cao á là 46, bề ngang á là 86, sơn thủy vẽ tay, nhất vật dị nhân nha, tam qua tứ cảnh. Đó, tứ cảnh này rất là đẹp. Cảnh vật rất là non nước, rất là hữu tình cho chú anh chị mình ha. Đó, mã số 14B. Đó, cũng là nguyên si lành lặn luôn, khung là cũng là khung mới luôn nha. Đó. Mặt sau thì dán ép. Bức này thì em giao lưu là với cô chú anh chị mình 1.900.000, đó là bao phí ship toàn quốc nha. Nếu mà 2 triệu thì giờ chúng em cũng không bớt cho cô chú anh chị 100.000 nếu mình ở gần hơn. Đó, cũng là bao phí ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Mã số 15B, một bàn một ghế. Đó, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ nha. Em đo cái ghế trước nha. Bề ngang này là 5 tấc 8, lọt lòng 50, chiều sâu vô 48. Đó. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Đây, ghế này còn khá là đẹp nha anh chị mình ha. Đó, một ghế một bàn. Đó, anh chị mình xem giùm em ha. Này. Đó. Nguyên si là lặn, không có bị mối mọt gì luôn nha anh chị mình ha. Hàng này thì em bao cho anh chị mình luôn. Đó, một ghế một bàn. Đây, còn bàn này á, là bề ngang á, là 64, chiều cao á, là 57, chiều cao 5 tấc 7, cũng chất liệu gỗ là bằng gỗ luôn. Đó, anh chị mình xem giùm em ha, rất là đẹp, nguyên si là lặn 100%, một ghế một bàn nha anh chị mình ha. Đó, bộ này một ghế một bàn này thì em giao lưu của chú chị mình luôn, giá là 5.200.000, bao phí ship cho chú chị mình luôn là toàn quốc nha, 5.200.000, một ghế một bàn. Cô chú chị mình để trong phòng ngủ mình rất là đẹp nha, rất là sang. Đó, mã số 16 đó là những cái tủ gỗ đỏ. Chiều cao cây này là 2m nha cô chú chị mình ha. Bề ngang nhỏ nhất của nó luôn là 1m08 thân, lớn nhất là 1m2. Chiều sâu vô là 4 tấc 3. Đó, tủ này là tủ áo ngày xưa, hai bên vách này cũng là gỗ đỏ luôn. Đó, mặt trước cũng là gỗ đỏ luôn. Cô chú chị mình có nhu cầu em sẽ gỡ cái mặt này ra cho cô chú chị mình vẫn được nha. Đó, mình quay một vòng cho cô chú chị mình xem đi. Đó, từ trên xuống dưới nha. Đó, từng góc tủ. Đó, cô chú chị mình xem mặt bên hông và mặt trước. Đó, hai mặt bên hông nguyên si là lặn 100%, không có mối mọt gì ăn luôn. Trong đây thì nó gồm có hai ngăn nha cô chú chị mình ha. Đó, chúng em đã sửa lại để của chú chị mình để quần áo, làm tủ áo vẫn bình thường vẫn được, hoặc là mình vẫn là làm tủ đồ vẫn được luôn, trưng bày vẫn được. Đó, xung quanh này hai bên hông hoặc là mặt dưới em sẽ ốp kiến thủy cho chú chị mình vẫn được nha. Đó, của chú chị mình thấy gỗ nữa nè, tuy nó mỏng nhưng mà nó rất là chắc chắn, không có bị nhót cây nha, chuẩn đồ xưa bao đẹp cho chú chị mình luôn. Đó, một cây như dây. Đó, giá đặc biệt thu hồi vốn ngày hôm nay. Đó, 7.500.000 bao phí ship cho cô chú chị mình luôn là 1.000 cây số nha. 7.500.000 bao phí ship 1.000 cây số. Mã số 17. Chiều sâu vô là 4 tấc. Chiều cao 2m07 phân. 2m07 phân nha. Bề ngang là 1m05 phân. Nhỏ nhất, lớn nhất của nó luôn là 1m1. Đó, cây này cũng là gõ đỏ luôn cho chú chị mình ha. Đó, diêm của nó tầm từ giá là dày khoảng cỡ 2-3 phân trở lên, 3 phân trở lên cho chú chị mình ha. Đó, cây này thì cũng hai bên là gỗ luôn, mặt trước cũng là gỗ luôn, chất liệu gỗ cũng là gõ đỏ. Đó, đây, phía mặt trong này cũng là như vậy luôn cho chú chị mình ha. Em có thể ốp hai kiến thủy hai bên vách cho chú chị mình ở dưới luôn. Đó, chưa vệ sinh chùi rửa nha. Khi mà em giao lưu của chú chị mình vệ sinh chùi rửa rất là đẹp luôn. Cái này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn, giá cũng là 7.500.000.
7,5 triệu em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn là toàn quốc nha. Đó, à, quên em xin lỗi, 7,5 triệu em bao phí ship 1000 cây số cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 18 đó, một cái đỉnh sông Trầm. Đó, miền Tây này thì em bao cho cô chú anh chị mình luôn, 14 tỉnh miền Tây này chỉ có cái này thôi. Còn một cái nữa thì nó đang ở núi Sam, đó, trên Châu Đốc cho cô chú anh chị mình ha. Đó, tại đợt đó em có đi cúng, mới đi cúng khoảng cỡ đầu năm tới giờ thì em thấy thôi. Đó, còn cái này thì cái chảnh cũng nhỏ hơn cái này rất là nhiều. Đó, bây giờ em sẽ đo chiều ngang cho cô chú anh chị mình xem nha. Dưới này đi. Đó, đo hạo dư ra đó. Đó, nhìn ngang cái đầu con rồng. Đó, nếu mà em đo hạo như vậy, đó, từ cái mí con rồng luôn là 1m22. 1m22 cho cô chú anh chị mình ha. 1m22. Đó. Đây, còn cái là lớn nhất. Còn chiều cao, cao rất là cao cho anh chị mình ha. Chiều cao này á, thì em đo qua cái đầu con rồng này luôn là 2m, tới đầu con rồng này là 2m1 nè cô chú anh chị mình nè. Đó, còn nếu mà tới râu rồng như tới sừng rồng luôn là 2m2. Đó. Đây. 2m2 nha cô chú anh chị mình ha. Nếu mà lo tới cái con rồng luôn. Còn nếu mà cái thớt dưới này của nó thì là 98 nha cô chú anh chị mình ha. Bề ngang là 98. Đó, trọng lượng nặng. Đó. Cái này là tầm từ giá là khoảng 350 kg nha cô chú anh chị mình ha. Nếu mà trọng lượng nặng, ba thớt, một thớt giữa, hai con rồng hai bên và cái đế dưới và cái nắp trên. Đó. Là ba con rồng nha cô chú anh chị mình ha. Đó, lợn này là ba thớt. Cái thớt trên này không là một người ginh cũng không nổi này nha cô chú anh chị mình ha. Mà đặc biệt cho cô chú anh chị mình luôn, không có ba vớ nha, đồng không nha cô chú anh chị mình nha. Đó, đồng này rất là dày. Đó, nói chung là dày là từ giá là khoảng cái 5 ly. Đó, cái nếu mà cái độ mà giống như cái nắp trên này nè là dày là khoảng cái 5 ly nè. Em bóp tay nè, em đoán hạo khoảng cái 5 ly nha cô chú anh chị mình ha. Rất là dày, không có ba vớ nào ở trong hết. Tại vì rất là nặng, em không có mờ gỡ ra hết trơn cho quay cho cô chú anh chị mình từng chi tiết một. Mong cô chú anh chị mình thông cảm. Đó. Ở đây mình sẽ mình quay vô được nè Tức ơi. Đó, cho cô chú anh chị mình xem. Chất đồng là em bao đồng này là đồng quế nha. Đó, đồ này là đồ quế. Đó, nếu mà ai nói đồ Trung Quốc em tặng cái đỉnh này luôn. Đó, đồ này đồ quế nha, đồng này đồng quế. Đó, cô chú anh chị thấy nhìn lòng trong đó. Không có ba vớ nha. Đó, không miếng ba vớ nào luôn. Đó, họng con rồng này cũng không có ba vớ luôn, họng rồng trên luôn kìa. Đó, mình quay họng rồng trên cho cô chú anh chị mình xem luôn. Nó không có miếng ba vớ nào luôn. 340 kg đồng. Đó, rất là đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Không có bị gãy hết trơn chỗ nào hay là nứt chỗ nào hết trơn nha. Nguyên si là lặn chuẩn đồ đồng quế xưa, rất là đẹp. Đó, cái đế dưới cũng là như vậy luôn. Đó, mình quay tổng thể nè, những họng rồng rồng bên đây nè, mình quay nè, không có ba vớ. Đó, nội mờ cái mình con rồng thôi. Để em đo nó thử coi nha, cái hoành mình của nó thử coi. Đó. Cái đầu này cũng không á, là 2 tấc 4 nè của chú anh chị mình à. Đó, hơn 1 gang tay. Cái mình em đo nhỏ nhất cái chỗ này đi. Đó. Nhỏ nhất chỗ này luôn là 33 nè của chú anh chị mình ha. Nhỏ nhất 33, dưới này là khoảng cái 40. 40 là hai tay mình ôm lại đó. Đó, của chú anh chị mình xem giùm em ha. Đó. Đây, chân trụ đuôi này là giót đuôi nha, đầu voi đuôi chuột rất là đẹp luôn. Đó. Chân trụ này là 40. Chân trụ này là 40. Giót đuôi lên thì nó rất là đẹp. Đó, cô chú anh chị mình thấy những chi tiết. Đó. Đây, màu đồng thì nó rất là đẹp, sáng ghê của chú anh chị mình nè. À. Sáng em cọ chày tí xíu thôi mà nó sáng hới luôn nè, cô chú anh chị mình thấy nè. Cái này đó, nếu mà đánh bóng lại thì rất là mới nhưng mà đánh bóng lại nó rất là uổng, theo được cái màu xưa lại thì rất không được nha cô chú anh chị mình ha. Đó, 350 kg, mã số 18B. Một cái đỉnh sông Trầm. Đó. Rất là khủng nha cô chú anh chị mình ha. Rồi quay xa cho cô chú anh chị mình xem thử, tưởng tượng nó rất là lớn. Đó. 420 triệu. Đó, cái đỉnh sông Trầm này nha. 420 triệu bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, là toàn quốc nha. Đó, cô chú anh chị mình thấy cái đỉnh sông Trầm này đi. Em cao 1m7, nặng 95 kg. Đó, là đứng tương đương là không thấm thía với cái đỉnh sông Trầm luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, Thanh Triệu xin chúc cho cô chú anh chị mình vạn sự như ý, mã đáo thành công. Thanh Triệu xin trân trọng kính mời và kính mời.